Xin kính chào quý vị khán giả đã đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay, ngày 24 tháng 1 tức mùng 3 Tết Quý Mão 2023. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay trời tạnh giáo không mưa, mây nhiều và đã chuyển rét hơn một chút so với các ngày trước đó bởi ảnh hưởng của không khí lạnh về. Tuy có hưởng nắng trong ngày nhưng nhiệt độ vẫn duy trì ở mức rét đậm rét hại. Thời tiết rét lạnh về đêm và sáng sớm như vậy, nếu như quý vị và các bạn có kế hoạch du xuân thì nên chú ý mặc quần áo đủ ấm, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ nhỏ. Chuyển sang phần dự báo chi tiết các khu vực trong toàn tỉnh. Nhiều mây, không mưa, trong ngày có lúc trời hưởng nắng, trời rét đậm rét hại, gió nhẹ. Nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 8 đến 22 độ. Khu vực vùng núi cao từ 7 đến 13 độ, độ ẩm dao động trong khoảng từ 70 đến 95%. Cụ thể như sau, tại khu vực thành phố Lai Châu, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 8 đến 16 độ, độ ẩm 70 đến 95%. Khu vực huyện Mường Tè được dự báo có nhiệt độ từ 12 đến 22 độ, độ ẩm 70 đến 95%. Đến với khu vực của huyện Sinh Hồ, được dự báo có nhiệt độ thấp từ 7 đến 13 độ, độ ẩm 70 đến 95%. Khu vực huyện Than Uyên được dự báo có nhiệt độ từ 8 đến 18 độ, độ ẩm 70 đến 95%. Đến với khu vực của huyện Nậm Nhùn, được dự báo có nhiệt độ từ 12 đến 22 độ, độ ẩm dao động 70 đến 95%. Khu vực huyện Tam Đường có nhiệt độ được dự báo từ 8 đến 18 độ, độ ẩm 70 đến 95%. Khu vực huyện Tân Uyên cũng có nền nhiệt độ tương tự từ 8 đến 18 độ và độ ẩm từ 70 đến 95%. Cuối cùng là huyện biên giới phong thổ với nhiệt độ từ 12 đến 22 độ, độ ẩm 70 đến 95%. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo của Đài Phát Thanh Truyền hình Lai Châu.